Hello, và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay thì cô Ngọc Định là một hàng xóm lâu năm của hộ gia đình Thiền Am bên bờ vũ trụ đã quay trở lại, và cô có những cái nhận định, những cái chia sẻ dưới cái bút danh là Cốc Khuất Tà Am Long An ha. Cũng nói chung là những nhận định của cô thì nào giờ chắc có lẽ là cả nhà đã biết rồi ha. Cho nên mình xin chia sẻ một cái bài viết của cô Định nói về hộ gia đình Tà Am với những cái góc khuất gần đây. Cụ thể thì cô có chia sẻ với mình một cái bài viết nói rằng lịch sử đã sang trang kể từ sau cái phiên tòa ngày 20 và ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa được truyền tải công khai qua các phương tiện truyền thông thông tin trong và ngoài nước. Có thể nói thỏa lòng bà con, cộng đồng mạng hiểu biết và Phật tử gần xa. Riêng gốc khuất Tà Am Long An tôi xem như đó là một cái mốc để chống tà đạo, chống tà giáo bước sang một trang mới. Nên dù rất bận rộn do chuyển đổi chỗ ở nhưng vẫn thường xuyên theo dõi diễn biến hậu phiên tòa xử sơ thẩm Thiền Am bên bờ vũ trụ. Chỗ này mình có nói thêm chút xíu nha cả nhà. Là cô Ngọc Định sau khi mà có những cái đơn tố giác tội phạm đến hộ gia đình Tà Am đó, thì sau đó sau cái phiên tòa thì bên nhóm luật sư của Thiền Am họ đã chơi một cái trò rất là không hay, rất là không đẹp, đó là công bố thông tin về cá nhân, về địa chỉ của cô Định lên trên mạng xã hội luôn. Cho nên có lẽ là vì một vài lý do nào đó cho nên cô Định đã phải chuyển chỗ ở. Đây là một cái điều mà nhóm luật sư, nếu mà có cái gì xảy ra là cái nhóm luật sư phải chịu trách nhiệm, đúng không? Đấy. Rồi để thay đổi cái mô típ viết bài của mình cho đời nó bớt khổ, hay thực hành quan điểm là làm như chơi mà thầy Minh Niệm từng khuyến tấn Phật tử gần xa, gốc khuất Tà Am Long An tôi kể từ giờ phút này phải gọi cái tụ điểm cải gia thành tự ở xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa Long An là cái Thiền Am bên bờ trại giam, và các nhân vật thiên tài trong đó là Lâm Tùng Dê, giáo chủ Hồng Hạc Chim Bay, 92 tuổi, đang chờ lấy vợ. Một cái biệt danh mới nha cả nhà, đúng không? Giáo chủ Hồng Hạc Chim Bay, 92 tuổi, đang chờ lấy vợ. Hay chứ. Rồi bà chủ hộ là bà Bủ Liên Đền. Bủ Liên Đền. Hay Mama Tổng Quản. Cũng đúng, Mama Tổng Quản. Rồi các bà vợ không bao giờ cưới khác của giáo chủ lần lượt là Trân Ngọc Mỏ Hô, hay là Trân Ngọc Ném Đá, rồi bà Trân Ngọc Đầu Bếp, hay là Trân Ngọc Thành Phật Một Đời. Cái bà Trân Ngọc Đầu Bếp này cả nhà nhớ đó, khi mà Khương Dừa hỏi là vì sao cô chọn cách đi theo thầy tu học á, thì bà trả lời là tu học với thầy là thành Phật liền trong một kiếp mà sao không tu con. Cho nên cô Định cô đặt là Trân Ngọc Thành Phật trong một đời hả. Còn các tu ca 9X gồm 5 tên, lần lượt là Còn Nguyên, Một Nguyên, Hai Nguyên, Một Lần, Biển Khởi 9X. Biển Khởi là sao cả nhà? Biển là trùng dương đúng không? Biển Khởi 9X. Đó, tức là con trai của chủ hộ. Và Một Tệ. Rồi các tu cô là Hờ Trang Khóc Mướn. Hờ Trang Khóc Mướn là có luôn nha. Cả nhà nhớ cái hôm mà đi cách ly không? Ai đó đạo diễn hay kêu, hãy khóc đi, khóc đi. Xong rồi mới quay. Cho nên gọi là Hờ Trang Khóc Mướn ha. Rồi Ngộ Duyên Để Mắng Đẻ hả? Vòng Đi Cô 4 năm 3 đứa. 4 năm 3 đứa ghê không. Rồi Vòng Lễ Đì, hay là Thứ Phi Yêu Hồng Hạc Chim Bay. Rồi Trân Ngọc Phú Sữa, hay là Trân Ngọc Nghịch Tử. Trân Ngọc Nghịch Tử là bởi vì chửi cha mắng mẹ mà, đúng không? Cuối cùng là Trân Ngọc Dụ Dỗ The Voice Kid. Dụ Dỗ Diễm My vô phải không? Trân Ngọc Dụ Dỗ. Đã quen khán giả gần 3 năm, viết bài như thế này, viết bài đùa như thế này thì chắc không, chắc là ai cũng phải hiểu rồi ha. Và chắc cũng không ai phiền lòng gốc khuất Tà Am Long An tôi đùa dai như thế. Bởi vì trên tinh thần thách thức danh hài phần 2 cho đời nó bớt khổ, hay thay đổi khẩu vị trên tinh thần phục vụ khán giả là chính. Mong quý vị thông cảm, cảm thông đừng có trách móc. Nói chung là pha tròn chút xíu cho vui ha cả nhà. Rồi tiếp theo thì cô viết rằng là trở về với chủ đề chính ngày hôm nay, thì gốc khuất Tà Am Long An tôi muốn nói là vì sao giáo chủ Hồng Hạc Chim Bay, Lâm Tùng Dê đã chỉ đạo cho cái đám con 9X lợi dụng cái công nghệ 4.0 vừa làm dây leo Phật giáo, vừa phỉ báng Phật giáo tận tình,
để rồi nhận lấy cái kết đắng là tu tại gia, kéo cả nhà đi tù. Đấy. À, trước mắt thì mọi người nghĩ cái người chính á, và bị chỉ mũi dùi đó là thầy Thích Nhân Từ, đúng không? Thầy Thích Nhân Từ đã tố giác cái bọn thiền am bên bờ trại giam giả tu, giả mồ côi, giả chùa để chúng bị lật mặt. Nhưng mà nếu ai đã từng đồng hương đồng đạo của gia tộc Lê Vân ở An Giang, Châu Đốc, Núi Cấm rồi đó, và từng theo dõi những cái hoạt động thổ phỉ của cái đám đạo đâm, đạo lụi thời Nguyễn Long Châu từ những năm 1940 ở miền Tây Nam Bộ, đã đổi lốt tôn giáo, chiêu dụ tín đồ hành đạo, tuyên truyền mê tín dị đoan, rồi copy những cái tín ngưỡng dân gian và tín ngưỡng Phật giáo sơ cơ, pha trộn thành cái đạo hiện sinh thiền đạo giải thoát, trường lối Hồng Hạc Chi Bai. Thực chất đó là một cái đạo dụ gái bán cho quân lính Nhật theo chân phát xít Nhật để chống phá cách mạng hại dân bán nước. Chỗ này á, thì có lẽ là khi mà chúng ta theo dõi chúng ta cũng biết á, khi mà cái đạo, không phải cái đạo nữa, cái nhóm của ông Nguyễn Long Châu đứng đầu á, thì có một cái vai trò là tìm gái mà, tìm gái để bán cho quân Nhật, quân lính Nhật. Và ông Lê Tùng Vân là một trong những cái mắt xích, một cái đại đầu đệ của ông Nguyễn Long Châu mà chuyên đi dụ gái. Cho nên chúng ta cũng hiểu cái gia tộc Lê Vân như thế nào, nếu mà ai ở cái khu vực núi Sam, Châu Đốc độ đó ha. Rồi, khởi nghiệp từ nhà thơ Khùng Liên, cha của Lâm Tùng Dê, ôm mộng bá quyền, hồng thống lãnh thiên hạ, xoay chuyển quả địa cầu. Tham vọng của gia tộc Lê Vân là muốn lưu danh hậu thế. Khi mà lão nhà thơ Khùng Liên dấn thân làm hộ pháp cho Nguyễn Long Châu, Lâm Tùng Dê khi mà lên 12-13 tuổi, được theo chân của cha làm liên lạc với Nguyễn Long Châu, thời kỳ đó đó. Khai đạo là Huỳnh Kỳ Thánh Đức, soạn ra bộ kinh Siêu Sàm gọi là Bí Kiếp, Bí Truyền. Vì ông nói rộng ra là bị thiên hạ chửi là bọn khùng điên quan tưởng, đúng không? Bí Kiếp, Bí Truyền mà bị ta chửi quá trời chửi mà. Rồi từ những năm 1940 đến 1975 thì đạo đâm, đạo lụi một thời làm mưa làm gió qua hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở vùng Tây Nam Bộ, nhưng mà bị trở lực lớn, đó là về mưu đồ tuyên truyền mê tín ngưỡng tà giáo trục lợi, thì Nguyễn Long Châu bị Cao Bá Huấn là một Phật tử thuần thành tu tại gia, cũng là người dạy võ cho Nguyễn Long Châu phá đám, lật mặt cái mưu đồ khai đạo Huỳnh Kỳ, có rồng bay phượng múa làm xảo thực che mắt tín đồ. Nguyễn Long Châu hai lần bị cảnh cáo và suýt bị xử tử tại hiện trường. Nghĩ tình khấn thiết van xin của Nguyễn Long Châu và hứa sẽ hoàn lương, cho nên Cao Bá Huấn mới tha mạng. Nguyễn Long Châu hèn hạ cho thuộc hạ mai phục và bắt sống Cao Bá Huấn giết chết tại nhà. Cái này là phản thầy đúng không? Lừa thầy phản bạn rồi. Rồi trên con đường dông ruổi chiêu dụ tín đồ, Lâm Tùng Dê đã gặp tổ sư Minh Đăng Quang, người khai sáng ra đạo Phật Khất Sĩ ở miền Nam Việt Nam đó. Với tiêu chí đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, lật mặt cái bọn giả tu theo Phật giáo. Bọn thổ phỉ Long Châu bị mất địa bàn hoạt động ở Sài Gòn Chợ Lớn. Sau đó chúng tìm cách ám hại tổ sư Minh Đăng Quang ở Cần Thơ để trả thù kẻ nào đã dám lật mặt tà giáo Huỳnh Kỳ Thánh Đức. Nhưng mà cái chết của Cao Bá Huấn, sự mất tích của tổ sư Minh Đăng Quang đã làm sáng lên ngọn đuốc tuệ giáp, tuệ chánh pháp Phật giáo, khiến tà giáo trường bí lối, tà giáo trường bí lối không còn đất dung thân. Cho nên mối thâm thù Phật giáo đã phá tan cái mộng thần quyền của gia tộc Lê Vân và không thể nào quên. Vậy là đầu dây mối nhợ là do họ trước đó họ đã giống như là làm cái mô hình tà giáo đó và bị bên cái nói chung là cái người lật mặt cũng liên quan đến Phật giáo, cho nên cái mưu đồ của ông Lâm Tùng Dê này đến nay cũng vẫn còn ha, vẫn còn nung nấu ý chí là phá đạo Phật mà, ghê thiệt ha. Lâm Tùng Dê khi có cơ hội lợi dụng tính chất từ bi của tín đồ Phật giáo thì ông ta tiếp tục đổi lốt giả sư làm dây leo Phật giáo, nhưng luôn rắp tâm phỉ báng Phật giáo bằng các luận điệu thuyết giáo hoang tưởng của giáo chủ Hồng Hạc Chim Bay. Đấy. Trợ lực thứ hai là sự thâm thù với Việt Minh vào những năm 1940. Nhiều lần là ông Long Châu bị lật mặt phải nếp mình vào tổ chức Liên Tôn để chịu sự lãnh đạo của tổ chức cách mạng thực hiện sách lược đánh Pháp đuổi Nhật,
nhưng do bản chất thổ phỉ, Nguyễn Long Châu tiếp tục cài cắm lực lượng vào tổ chức này để chống phá cách mạng. Nhưng đến năm 1975 bị phát hiện xào huyệt tại Phật Đường Tự, Chợ Lớn, thì Nguyễn Long Châu bị quản thúc tại gia do được hưởng khoan hồng và tuổi cao sức yếu. Nhưng do bản chất thổ phỉ, Nguyễn Long Châu cấu kết với tàn quân Liên Tôn, tiếp tục chống phá cơ quan cách mạng vùng biên giới, có sự tiếp tay của bọn dân chủ cụi. Mãi đến năm 1997, Long Châu lại bị bắt và triệt hạ. Tuy nhiên, sau nhiều lần ve sầu thoát xác thì Lâm Tùng Dê nay lại tái xuất giang hồ, nhưng thời thế không tạo anh hùng do giáo chủ Hồng Hạc Chim Bay, nên từ năm 1990, Lâm Tùng Dê cho lập trại Thánh Đức ở Bình Chánh, bị lật mặt, phải giải thể chạy về Long An, lợi dụng cái mạng truyền thông thời kỳ 4.0 mà đỉnh cao trục lợi giả tu giả mồ côi, bị YouTube và cộng đồng mạng soi căng. Cái đuôi nồng nọc thổ phỉ lộ nguyên hình, âu cũng là cái sự vận hành của luật nhân quả. Thời cha của Lâm Tùng Dê xưng hùng xưng bá, cuối cùng làm đảo nằm, chết trong tâm thức mộng thần quyền chưa trọn. Đến thời kỳ Lâm Tùng Dê thì báo hiệu dấu chấm hết cho mộng bá đạo bất thành bởi cái tội phỉ báng tam bảo. Ôi giả tràng xe cát biển đông. Vậy là đầu dây mối nhỏ chúng ta thấy từ cái vụ mà thiền em bên bờ vũ trụ cho đến Thánh Đức này kia kia nọ là nó đã có dây mơ rễ má từ hồi cái thời ông Nguyễn Long Châu rồi cả nhà. Cho nên khi mà bị phanh phui đó thì họ cứ lấy những cái tên cũ thôi, không có cái gì sáng tạo hết, đúng không? Đã lấy lại những cái cũ của ông Thần Liên, của Nguyễn Long Châu rồi cứ trớ qua trớ lại thôi. Vậy rõ ràng là họ có âm mưu, có mưu đồ từ mấy chục năm trước chứ không phải là mới đây ha cả nhà. Cho nên rõ ràng đây là một cái tổ chức, một cái nhóm mà có thể nói là nó rất là nguy hiểm cho xã hội. Nó kêu bằng là đã khai lập từ hồi đã manh nha từ hồi mấy chục năm trước mà. Cho nên bây giờ cứ áp dụng lại và cái mô hình đó thì cứ xài đi xài lại hoài. Cho nên cơ quan chức năng phải làm cho sáng tỏ thôi, chắc chắn là như vậy ha. Rồi cô còn viết thêm một đoạn nữa là cho nên nhận định rằng đội lốt giả sư phỉ báng Phật giáo chửi bới thầy Thích Nhật Từ chỉ là cái cớ để Lâm Tùng Dê trả mối thâm thù với Phật giáo ngày xa xưa. Thiền em bên bờ trại giam liên kết với bọn dân chủ cụi chống phá nhà nước Việt Nam là bản chất thổ phỉ đang hết thời vùng vẫy. Cho nên khán giả nhận định gì khi Lâm Tùng Dê 90 tuổi mà lãnh án cao hơn đám con 9X vì đó là cái đòn đập đầu rắn chúa. Tất nhiên trước khi chết chúng phải giãy giụa lung tung. Chúng ta còn phim hay để xem tiếp cho thời hậu thách thức danh hài phần 2 cho cái thiền am bên bờ trại giam. Đấy, xin chào tạm biệt, chúc bà con ngày an lành, đêm an lành. Đó là cái bài viết của cô Định đã chuyển cho mình sáng nay với bức danh là Góc khuất tại Am Long An. Một bài viết, một cái nhận định rất là hay, nêu bật từ cái lịch sử, từ cái thời kỳ mới manh nha ra cái đạo đâm đạo lụi, cái đạo mà đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Và đến sau này, mãi sau này, đến khi sau phiên tòa thì chúng ta thấy những cái bộ mặt thật sự của họ và những cái kêu bằng cái râu ria của họ đó, cái sự liên kết của họ nó đã dần lộ hết nguyên hình rồi. Ngày xưa thì chúng ta chỉ xem ở trong cái hộ gia đình đó nó có sai phạm gì, họ đã công bố những cái gì vi phạm pháp luật để chúng ta đưa lên thôi. Nhưng mà ngày nay thì có rất là nhiều những cái dây mơ rễ má nó đã lộ nguyên hình rồi. Cả nhà có thể thấy ha, nhất là sau cái bản án được tuyên ngày 20-21 thì nó đã lộ hết rồi. Cho nên rõ ràng cái bài viết của cô Định rất là hay luôn. Xin cảm ơn cô, xin chúc sức khỏe cô. Và xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.